Ok, chào tất cả mọi người. Thì mọi người có nghe rõ không ạ? Hôm nay thì theo cái chủ đề mà trước đây FPT Việt Nam cũng đã chia sẻ với mọi người, thì hôm nay mình sẽ trình bày về một chủ đề khá là hot thời gian gần đây. Đó chính là chủ đề về triển khai hệ thống MES thành công với các màn hình HMI công nghiệp của FPT. Thì trước tiên thì tôi cũng xin giới thiệu sơ bộ một chút về mình. Tôi là Chu, quản lý nhóm hàng, các sản phẩm và giải pháp sector iFactory của IFTTech Việt Nam. Thì hôm nay thì tôi sẽ tập trung nói về cái chủ đề về các cái màn hình công nghiệp của IFTTech. Thì như mọi người cũng đã biết ý, thì hiện tại thì cái xu hướng về cái thị trường đang rất là cái xu hướng thị trường về các cái lĩnh vực về IoT công nghiệp. Thì theo thống kê của các tạp chí toàn cầu ấy, thì cái thị trường về IoT á sẽ được ước tính được khoảng là gần 200 tỷ đô la vào năm 2022. Các thị trường về tự động hóa hoặc là điều khiển công nghiệp ấy cũng sẽ được dự báo là rơi vào khoảng là 316 tỷ đô la cũng vào đến năm 2022. Và cái xu hướng sử dụng các cái nền tảng về máy tính công nghiệp thì cũng là cái sự là thị trường mà có cái tốc độ tăng trưởng trung bình đều đặn từ 6 đến 7% từ năm 2019 đến năm 2026. Đấy là theo dự báo của các cái nhà các cái đơn vị nghiên cứu hàng đầu. Và có một cái thông tin hữu ích nữa, đó chính là MES thì ước tính sẽ đạt 18 tỷ đô la vào năm 2022. Thì chúng ta đi vào khái niệm đầu tiên là khái niệm về SMI. Thì SMI là gì? SMI theo khái niệm cổ điển là một thiết bị hoặc phần mềm mà cho phép người sử dụng có thể truyền thông và giao tiếp với các máy móc và các cái hệ thống trong nhà máy. Và ở đây trong bài hôm nay thì tôi sẽ nói về cái SMI công nghiệp. Thì SMI công nghiệp thì nó sẽ có một cái đặc thù riêng là dùng trong các cái ứng dụng về trong các nhà máy công nghiệp. Và chúng ta hãy nhìn sơ bộ vào cái lịch sử của SMI công nghiệp thì mọi người có thể thấy là trước năm 90 á thì nó chỉ là đơn giản là các hệ thống tín hiệu thuần túy cơ bản bằng các cái đèn báo và nút ấn. Sự ra đời của các cái SMI hiển thị các cái giao diện cơ bản. Đến năm 2007 ấy, thì chúng ta bắt đầu một cái xu hướng về SMI với các cái cảm biến touch, đúng không ạ? Và từ năm 2010 đến nay thì chúng ta đang có một thế hệ các cái SMI rất là đa dạng và tập trung vào các cái việc về điều khiển tập trung và kết nối với hệ thống MES. Tương lai của SMI sẽ chính là các cái hệ thống liên quan đến VR hay là các cái hệ thống và cái tương tác thông minh với người dùng. Thì đấy chính là cái tương lai của SMI. Và với những cái xu hướng như vậy thì FPT sẽ đã cho ra đời một hàng loạt các cái thiết bị và các sản phẩm tương đương cho SMI công nghiệp. Thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy là đây là ứng dụng về Industrial SMI trong cái lĩnh vực về Edge Computing, là để có thể thu thập dữ liệu từ các cái thiết bị trong dưới nhà máy sản xuất và kết nối lên trên tầng MES hoặc là trên tầng Cloud Service, tức là gửi cái dữ liệu này về tầng Cloud. Advantech sẽ cung cấp đầy đủ các cái dòng sản phẩm, các cái kích cỡ màn hình cũng như là các cái cấu hình khác nhau, tương ứng từ thấp cho đến cao để có thể đáp ứng được cái nhu cầu người dùng. Và đồng thời là Advantech cũng tích hợp thêm vào các cái thiết bị của mình những cái module để có thể kết nối được với các cái truyền thông của các hãng khác nhau. Đó. Ngoài ngoài cái một loại SMI dạng các cái loại làm mày dạng máy tính all-in-one như vậy thì Advantech cũng có một loại SMI kiểu khác, đó chính là dạng dạng tablet. Và mọi người có thể nhìn thấy trên cái slide là các cái hoạt cảnh mà chúng ta có thể sử dụng các cái tablet công nghiệp trong cái môi trường nhà máy. Ở đây chúng ta có thể sử dụng các cái tablet công nghiệp để có thể xác nhận các cái quét cái barcode scanner hay là các cái đầu đọc RFID
để có thể là truy vết cái nguồn gốc của các cái bán thành phẩm hoặc là thành phẩm trong dây chuyền sản xuất. Hoặc chúng ta có thể dùng các cái tablet công nghiệp để xác nhận các cái lệnh sản xuất, xác nhận các cái thông tin về máy móc thiết bị, các cái thông tin trong cái môi trường nhà máy, đúng không ạ? Và trong các cái bối cảnh về công nghiệp 4.0 hiện nay thì các cái ứng dụng của SMI công nghiệp được ứng dụng rất là nhiều trong cả các cái lĩnh vực về machine monitoring hay machine automation, giám sát về máy móc, hay là tích hợp, và đặc biệt là tích hợp vào hệ thống MES, bởi vì toàn bộ cái hệ thống dữ liệu của máy móc thiết bị để có thể là thu thập lại và tổng hợp và có cái ý nghĩa, thì dữ liệu này sẽ được tổng hợp lên cái hệ thống MES. Chúng ta sẽ đưa vào các cái dòng, các cái loại cái sản phẩm all-in-one của Advantech. Thì Advantech có ba cái loại chính. Đó chính là loại thứ nhất là dạng thin client terminal. Các cái dòng sản phẩm này thì nó là dòng entry, tức là có cấu hình cơ bản và có thể được sử dụng cho các cái ứng dụng nhập liệu hoặc là thu thập dữ liệu cơ bản, và được thiết kế một cách nhỏ gọn và với cái hiệu năng thấp. Cái loại thứ hai á, là loại control panel. Thì loại này thì có một cấu hình khá là cao, với cấu hình CPU tương ứng với khoảng từ Core i3 trở lên, với tương ứng với RAM, ổ cứng và các cái hiệu năng sẽ tốt hơn. Và cái design của nó cũng cũng được thiết kế một cách bền bỉ hơn để có thể là đáp ứng được cái trong các môi trường khắc nghiệt và cũng như là cái việc tỏa nhiệt của các cái CPU như vậy. Và các cái thiết bị này cũng hỗ trợ các cái bộ IDOR để có thể kết nối với các cái cổng truyền thông khác nhau. Và dòng thứ ba là dòng HMI cho các cái ứng dụng domain focus, tức là các cái ứng dụng chuyên biệt trong food beverage hoặc là trong các ứng dụng về chế biến thực phẩm hay là giải khát hay là các ứng dụng đặc thù mà cần phải có những cái HMI mà có cái tính có cái độ bền bỉ và cái môi trường chuyên dụng. Thì đấy là ba loại chính. Thì chúng ta sẽ đi vào từng cái loại cụ thể một. Loại thứ nhất đó chính là loại HMI, các cái dòng TBC có đuôi 51. Các dòng TBC này thì nó là dạng thiết kế true flat, hỗ trợ multi-touch, có thể là hỗ trợ cảm biến điện dung hoặc điện trở. Nó sử dụng cái nguồn hiệu năng thấp và cái độ bền bỉ rất là cao, với dạng nhiệt độ hoạt động từ âm 20 đến 60 độ C, cái độ bảo vệ ở màn hình trước đến IP66. Trong một số trường hợp thì Advantech có thể sẵn sàng customize được các cái thiết bị, các cái HMI có thể phù hợp với tiêu chuẩn Class 1 Division 2 cho những môi trường khắc nghiệt, và nó mang tính rất là linh hoạt, rất là cao khi cho khả năng mở rộng cũng như là customize cho khách hàng. Tức là Advantech cũng rất là linh hoạt trong những việc đó. Với các sản phẩm này thì Advantech có cung cấp các cái giải kích cỡ màn hình tương ứng từ 12 inch cho đến 17 inch, và nó cũng hỗ trợ các cái ở mặt sau thì nó hỗ trợ các cái kiểu gá như là kiểu VESA hoặc là các cái việc mở rộng như là các cái chuẩn truyền thông mở rộng như là công nghệ IDOR hay là tích hợp các cái ổ cứng chuẩn 2.5 inch rất là dễ dàng. Thì chúng ta có thể đi sâu vào hơn vào cái mặt trước và mặt sau như của các cái dòng TBC XX51 này. Thì mọi người thì nhìn thấy ở mặt trước là một cái màn hình chip flat có độ bảo vệ là IP66 và có thể là cảm biến điện trở hoặc điện dung. Ngoài ra thì ở mặt sau thì mọi người có thể nhìn thấy các cái lỗ có thể tích hợp các wifi, các cái anten của wifi hoặc là 4G, và hỗ trợ các cái kết nối chuẩn VESA. Bên trong các cái bộ màn hình này là chip Intel Atom E3845 và các cái cổng truyền thông cơ bản như là USB 3.0, 2.0, và chúng ta có thể mở rộng các cái cổng COM hay cổng LAN hay là các cái chuẩn để kết nối với các cái thiết bị controller khác nhau như là EtherCAT, Kernel Oven hay là Ethernet IP thông qua cái công nghệ IDOR. Đó. Chúng ta có thể nhìn thấy các cái sự so sánh giữa một cái thế hệ TBC thế hệ cũ, dòng A series hay dòng B series để so sánh được cái sự khác biệt. Thực ra cái việc này thì đơn giản là chúng ta sẽ nâng cấp cái sự khác biệt chính nó đến từ cái việc nâng cấp cái thế hệ CPU, và
các một số cái công nghệ nó sẽ hỗ trợ được tốt hơn, ví dụ như là hỗ trợ luôn cái kết nối về cái chuẩn kết nối VESA ở ngay mặt sau với cái dòng bi đó, và còn cơ bản là các cái thông số khác là khá là giống nhau. Chúng ta đi tiếp vào cái dòng thứ hai là dòng Control Panel PC XX81 hoặc là XX82. Thì như tôi đã chia sẻ ở đoạn đầu thì các cái dòng TPC này thì hỗ trợ các cái có cấu hình tốt hơn là CPU sử dụng chip Core i series. Thì các cái bộ máy tính này nó sẽ phù hợp cho các cái ứng dụng mà đòi hỏi cái hiệu năng cao, và với các nhà sản xuất với các nhà người sử dụng ấy có thể sử dụng các cái bộ máy tính này vừa đồng thời làm bộ thu thập dữ liệu, vừa đồng thời sử dụng các cái bộ này trong các cái ứng dụng về thu thập dữ liệu, cũng như là sử dụng chạy các phần mềm tích hợp như là MES hoặc là SCADA ngay trực tiếp trên nó. Cấu hình cơ bản của một bộ này sẽ bao gồm là một cái CPU dao động có thể từ Core i3 đến Core i7, giải nhiệt độ hoạt động rộng từ âm 20 đến 60 độ C, mặt trước cũng hỗ trợ bảo vệ IP66 và hoàn toàn là fan led, không sử dụng quạt làm mát. RAM hỗ trợ từ 4 đến 8 GB và hỗ trợ rất là nhiều cổng truyền thông khác nhau ở mặt sau. Ngoài ra những cái dòng sản phẩm XX81, XX82 của Advantech này thì có thể hỗ trợ một số công nghệ về IKEA hoặc là IDOR, thì tôi sẽ đi sâu hơn ở cái phần ngay phía sau đây. Thì đây là một cái hoạt cảnh mà chúng ta có thể sử dụng các cái dòng sản phẩm này của Advantech, là ngoài cái nhiệm vụ là đóng vai trò là một bộ HDMI phục vụ cho cái nền tảng một cái giám sát một cái máy, tức là tích hợp vào một cái phần mềm SCADA hoặc là HDMI để có thể giám sát một cái máy. Thì trên cái bộ máy tính này, bộ HDMI này thì có thể cài đặt các cái MES client để có thể là thu thập dữ liệu và đẩy dữ liệu về trung tâm thông qua các cái chuẩn như là OPC UA hoặc là các cái chuẩn mà phù hợp với kết nối về lớp IT. Ở phía dưới thì nó sẽ kết nối trực tiếp với các cái bộ điều khiển controller hay là các cái thiết bị chấp hành thông qua các cái chuẩn truyền thông trong công nghiệp. Các cái bộ dòng TPC XX81, XX82 của Advantech thì có hỗ trợ cái công nghệ IKEA. Công nghệ IKEA ở đây là chúng ta sẽ dùng các cái ở đây chúng ta có thể sử dụng cảm là dùng hoàn toàn dùng cảm ứng để có thể là active các cái key ảo, cái bàn phím ảo ở trên màn hình, và chúng ta có thể customize cái key này theo tức là lập trình cái key này, định định nghĩa các cái key này theo cái đúng cái ứng dụng của chúng ta mong muốn đó. Chúng ta có thể chuyển đổi giao diện giữa các cái ứng dụng thông qua các cái key các cái bàn phím ảo này, bàn phím cảm ứng này đó. Chúng ta sẽ có các bàn phím rất là linh hoạt ở trên màn hình. Mọi người có thể nhìn thấy các cái hoạt cảnh ở trên cái màn hình của tôi đang trình bày, đúng không ạ? Ngoài ra thì em thấy có một công nghệ nữa là công nghệ IDOR, tức là ngay sau các cái bộ HDMI này thì em thấy sẽ tích hợp có một cái chuẩn, một cái khe cắm mà với một kích cỡ đã được customize rất là phù hợp và có thể linh hoạt thay đổi các cái IO khác nhau dựa trên tình hình thực tế. Ví dụ các cái module về các cái chuẩn kết nối với các thiết bị của Siemens như là Profibus, Profinet hoặc là các cái thiết bị chuẩn Ethernet vân vân, và các cái module này cũng dễ dàng có thể tháo lắp và thay đổi theo tình hình thực tế, và các cái module IDOR này thì rất là phù hợp cho các ứng dụng về ngành dọc, ví dụ như là trong các cái ứng dụng cho các ứng dụng về IoT cũng như là iFactory. Đây là một số cái module IDOR mà mọi người có thể nhìn thấy. Ví dụ như là module truyền thông về Canopy này, mở rộng thêm cổng COM này, mở rộng thêm các cái IO này, DDO này, mở rộng thêm cái cổng LAN. Có thể mở rộng thêm cả các module tích hợp về Wi-Fi cũng như là GPS truyền thông. Thứ ba là các cái dòng về Domain Focus HDMI. Thì đó là các dòng SVC 200, 500, 800 hoặc là IPVC 5211. Thì thực tế ra thì Advantech đưa ra các cái dòng sản phẩm này để phù hợp với các cái ứng dụng cụ thể. Ví dụ trong các cái môi trường khắc nghiệt trong các cái lĩnh vực như là food beverage hay là các lĩnh vực về hóa chất, chemical hay là dược phẩm. Thì chúng ta đi vào từng dòng cụ thể một, thì với cái dòng ở đây là SVC 200 ấy
Thì với các cái bộ FPC 200 này thì hoàn toàn là cái khung viền được làm bằng cái chất liệu nhôm nguyên khối với chuẩn IP66 ở cả mặt trước và mặt sau. Ở mặt sau để đảm bảo cái tính chống kháng nước của thiết bị thì các cái cổng USB, cổng COM hay là cổng LAN thì đều được chuẩn hóa thành các cái tiêu chuẩn là chuẩn M12. Đúng ạ. Và trên các cái bộ FPC 200 này thì tương tự với cái dòng HDMI của Advantech trước đây thì Advantech cũng hỗ trợ các cái nhiều cái cổng truyền thông khác nhau, hỗ trợ kết nối VESA 75 hoặc 100. Có thể sử dụng công nghệ IDO để có thể thay thế các cái module IO, và cái hiệu năng của các bộ này cũng rất là cao, có thể sử dụng các CPU từ Core i3 đến Core i7. RAM có thể cập nhật đến nâng cấp đến 16 GB. Đó. Thì cái này nó rất là phù hợp cho những cái ngành như là đóng gói, công nghiệp nặng hoặc là robot, đúng không ạ? Mọi người có thể nhìn thấy. Các cái bộ FPC 200 này thì hỗ trợ một cái khe cắm ổ một ổ 2.5 inch, giảm nhiệt độ hoạt động từ 0 đến 55 độ C và đạt các tiêu chuẩn về CE, FCC hay chuẩn an toàn như UL, BSMI hoặc là CCC. Hỗ trợ các cái giao thức các cái IO interface và nhiều kiểu kích cỡ khác nhau từ 15 inch đến 18 inch cho đến 21 inch. Và cái điểm nhấn quan trọng nhất như tôi vừa trình bày lúc đầu đó chính là cái khả năng bảo vệ IP66 kháng nước mà cả mặt trước và mặt sau. Đây mọi người có thể tham khảo các cái mặt sau của cái màn hình này. Cái dòng thứ hai á là dòng SPC 500 hoặc là IPC 5211. Thì dòng này thì thường được ứng dụng trong các cái lĩnh vực về chế biến thực phẩm hoặc là các ngành hóa chất. Bởi vì trong những môi trường này thì cái môi trường hơi nước hoặc là bụi mịn nó rất là nhiều. Vì vậy cái tiêu chuẩn về về cái độ kháng nước hay là cái độ kín ấy nó còn nâng cao hơn nữa, tức là yêu cầu ở đây có thể là IP69, IP69K. Thì các cái dòng này thì đã được nâng lên cái IP69K này và cũng được thiết kế bằng nhôm nguyên khối 304. Và cái thiết kế của nó cũng rất dễ dàng cho việc chúng ta thao tác về các cái phím ấn về cảm ứng on off hay là các cái phím có thể lập trình được và đáp ứng những cái tiêu chuẩn trong các cái ngành gọi là chế biến thực phẩm như là N1672 205. Đó, mọi người có thể nhìn thấy đây. Và tương ứng với những cái màn hình như vậy thì em thấy cũng đưa ra các cái kiểu gá lắp, những cái tay tay gá lắp cũng khá là phù hợp. Và trong quá trình lựa chọn thì em thấy sẵn sàng tư vấn cho khách hàng những cái sản phẩm gá lắp phù hợp cho các cái ứng dụng mà gá lắp đặc thù như ví dụ tay 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 các trụ trụ đứng hoặc là tay thả hoặc là các cái tay am nhiều trục là em cũng thể tư vấn và có thể cung cấp được cho khách hàng. Một dòng sản phẩm tương tự cho FPC 500 đó chính là dòng IPC 5211. Thì dòng này thì nó đa năng hơn và được design nhiều cái công cụ các cái bộ gá lắp nó đa dụng hơn. Ví dụ mọi người có thể thấy ở đây là các cái tay dạng arm này hoặc là kiểu đứng này. Rồi và cũng tương tự như như dòng FPC 500 thì với cái dòng IPC 5211 này thì cái hiệu năng của nó thì thấp hơn một đôi chút là nó sử dụng chip Intel Celeron. Thì cái này nó phù hợp hơn cho các cái ứng dụng về monitoring hoặc là chủ yếu là view các cái dữ liệu là chính. Đây là chúng ta đi vào thông số cụ thể một số dòng FPC 515 thì cấu hình đây là Core i3 hoặc là Core i7. Hỗ trợ cảm RAM 4 GB. Cái số giờ hoạt động của cái đèn nền ấy, có thể lên 70.000 giờ, cảm ứng điện dung đa điểm. Và hỗ trợ chuẩn IP69 đáp ứng các cái certificate về trong các ứng dụng về chế biến thực phẩm. Rồi.
Ngoài ra thì có một số cái tính năng rất là chuyên biệt cho việc như là nó có các cái van để có thể là nhả cái clear cái áp lực từ phía trong máy, trong các ứng dụng rất là khi trong các môi trường mà có cái áp lực cao ấy. Đó. Và các cái chuẩn kết nối phía sau thì nó cũng sử dụng chuẩn M12 để đảm bảo tính kháng nước. Các cái bắt vít thì cũng sử dụng làm dùng thép không rỉ để đảm bảo rằng là cái việc gắn lắp này nó cũng không ảnh hưởng đến cái, ví dụ như là nó cho nó rất là sạch sẽ và nó cũng không không bị han gì. Chúng ta cũng có hai cái hoạt cảnh mà có thể sử dụng các cái thiết bị trong các nhà máy chế biến thực phẩm và nước giải khát như trên hình. Ở bên trái thì chúng ta có thể sử dụng các cái bộ bộ HDMI có cấu hình thấp và có thể là dạng web để có thể là view dữ liệu hoặc là nhập liệu từ hệ thống lên trên, hoặc là visualize dữ liệu hoặc là có thể nhập liệu từ hệ thống lên trên này. Ở bên tay phải là chúng ta có thể có các hệ thống mà kết nối trực tiếp với các thiết bị chấp hành như là các cái barcode hay là các cái cân điện tử hay là các cái thiết bị IP camera IP ở bên tay phải. Và các dữ liệu này có thể đẩy lên hệ thống MES server như bình thường. Cái dòng tiếp theo là cho dòng Domain Focus HMI là dòng FPC 800. Dòng sản phẩm FPC 800 này thì tương tự như dòng 500, tuy nhiên thì nó được sẽ được customize khá là nhiều thứ để cho người dùng có thể linh hoạt lựa chọn. Nó phù hợp cho các ngành lĩnh vực như ô tô, sản xuất máy và đóng gói. Đây là hai cái mẫu FPC 800 kích cỡ 15 inch, 6 inch và 21.5 inch. Thì ở đây thì mặc định là sẽ có một cái cổng USB ở phía trước cho cái việc maintain và sử và trong tương lai. Và mỗi một cái kích màn hình này thì nó đều có một cái viền kim loại riêng có thể hỗ trợ các cái thay thế cho các cái tấm ở phía trước này. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy cái, có thể là chúng ta có thể customize các cái hệ thống nút ấn và lắp ráp vào trong cái màn hình này cho việc hỗ trợ trong việc tương tác của người dùng với hệ thống. Thì cái này là hoàn toàn là do người dùng có thể design và theo cái chuẩn thiết kế của Advantech có thể input vào trong cái hệ thống này. Thì Advantech cũng có kết nối với một số hãng chuyên về sản xuất các cái hệ thống về cơ khí, các cái tủ 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 điện như là Ritol, Bernstein. Thì các cái và hỗ trợ các cái nhiều các cái kiểu gá lắp và kiểu kết nối khác nhau. Mọi người có thể thấy ở đây. Chúng ta có thể đi vào một số cái hoạt cảnh của cái dòng FPC 800. Ví dụ ở trong cái một số cái ứng dụng về mô hình hóa dữ liệu ở trong các cái nhà máy chuyên dụng với các nút ấn đã được customize phù hợp. Ví dụ các nút ấn như là nút ấn khởi động, nút các cổng USB trước để có thể người dùng có thể thao tác và maintain trực tiếp. Các hệ thống điều khiển thông minh kết hợp cả nút cứng và nút mềm. Ví dụ ở đây có, chúng ta nhìn thấy hoạt cảnh là các nút ấn này có thể kết nối với các cái cổng GPIO ở phía sau, có thể điều khiển ra POC hay cũng có thể là tích hợp các cái NFC card cho phục vụ cho việc truy xuất và hệ thống thông tin, hệ thống an ninh thông tin. Ok, các cái bộ màn hình mà có tích hợp nhiều nút ấn mà có thể sử dụng. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy cái hệ thống lớn này là rất là nhiều đúng không ạ? Có thể sử dụng cho cái việc mà điều khiển POC hay cũng tích hợp vào các cái bo mạch GPIO ở phía trong. Có thể sử dụng cho các ứng dụng về robotics, tích hợp các cái hệ thống camera ở phía trước. Thì chúng ta vừa đi qua các cái thế hệ màn hình All-in-one của Advantech. Tiếp theo thì chúng ta đi vào các cái ứng dụng về tablet công nghiệp.
Thì như tôi giới thiệu từ đầu thì tablet công nghiệp là một trong những cái thế hệ HDMI kiểu mới. Ở đây chúng ta có thể tương tác được với hệ thống và đặc biệt là phù hợp với các ứng dụng về trong cái ứng dụng về cái hệ thống MES để có thể nhập liệu cũng như là truy xuất các cái quét các cái mã QR code hay là checklist sản phẩm. Thì các cái sản phẩm về tablet công nghiệp của Emantech thì hoạt động trên nền Android hoặc là Windows và nó được design phù hợp cho các cái ứng dụng trong các cái nhà máy công nghiệp hoặc các môi trường khác nhau, kể cả trong cả môi trường dân dụng, y tế hay là các cái môi trường về về các chuỗi bán lẻ. Thì hiện tại thì Emantech có hai cái dòng cơ bản chính là dòng IM65 thì vừa là có kích cỡ là 8 inch. Thì dòng AM65 thì sử dụng CPU Atom X5Z8350 và có thể sử dụng cài đặt hai cái phần mềm là Windows 10 IoT hoặc là Android 6.0 tùy thuộc vào ứng dụng của khách hàng. Nó có khả năng chịu được khả năng rơi từ khoảng cách 4 feet từ trên mặt sàn xuống với khả năng chống nước bề mặt trước là IP65, nhiệt độ hoạt động từ âm 10 đến 50 độ C. Trong một số lĩnh vực thì nó có khả năng cho lợi ích trong cái việc mà nó design rất là gọn và phù hợp cho việc người dùng cầm nắm. Với sử dụng khả năng sử dụng pin và dễ dàng việc là thay pin rất là dễ dàng. Một quả pin có thể hoạt động được 6 đến 8 tiếng. Tích hợp hệ thống camera phía trước, phía sau. Camera trước là 2 megapixel và phía sau là 5 megapixel phục vụ cho cái việc xử lý hình ảnh hoặc là đọc các cái QR code hoặc barcode. Các khả năng kết nối về Wi-Fi hoặc là GPS, Bluetooth, NFC, 3G hoặc là 4G. Đấy, tức là rất là đa dạng kết nối, tùy thuộc vào model sản phẩm chúng ta có thể lựa chọn các cái kết nối như vậy. Và màn hình là màn hình 8 inch với độ sáng là 400 nit, sử dụng cảm biến điện dung với có thể là sử dụng bút đi kèm. Thì đấy là các cái tính năng của cái dòng AM65. Thì dòng AM65 này rất phù hợp cho các cái ứng dụng về trong hệ thống truy xuất nguồn gốc, hệ thống bảo trì. Một cái bộ A65 này thì có cái trọng lượng nhỏ hơn 600 gram và kích thước là 240 x 142 mm, cũng khá là nhẹ đúng không? Đây chúng ta có thể nhìn cái sơ đồ cấu trúc cái mặt trước và mặt sau của cái bộ IM65 này. Ở bên cạnh trái chúng ta nhìn thấy các cái cổng mini micro HDMI để có thể xuất dữ liệu hình ảnh ra ngoài, các cái nút nguồn, các cái nút ấn lên xuống. Ở phía trước là các hệ thống về camera phía trước, đèn báo hiệu nguồn, loa và cảm biến hình ảnh, cảm biến đèn. Ở bên cạnh phải là các cái khe cắm về SIM hoặc là mở rộng thẻ SD card. Các cái nút ấn có thể lập trình được. Có thể lập trình được trong 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 máy ạ. Và hệ thống sạc. Các cái cổng micro USB, các cổng audio. Và ở phía mặt sau này thì Emtek có tích hợp sẵn các cái bộ đầu đọc NFC và camera ra phía sau và khả năng thay pin, cái cover để thay pin này. Module về barcode có thể mở rộng ở ngay phía sau này. Đó. Mọi người có thể nhìn thấy các cái khả năng mở rộng bằng barcode như như trên hình vẽ, như trên slide. Các cái bộ barcode scanner này, các cái mở rộng trên cổng LAN, cổng COM này, hoặc là các cái đầu đọc Smart Card Reader, các cái đầu đọc UHF FID. Ngoài ra thì Emtek cũng góp kèm thêm các cái phụ kiện dành riêng cho các cái bộ tablet công nghiệp, ví dụ như là túi đeo, boot stylus hay là quai đeo vai. Các bộ về các docking sạc phù hợp cho việc đặt trên bàn hay đặt trên xe hay là sạc nhiều trạm cùng một lúc.
Dòng thứ hai là dòng IM68 thì nó tương tự như dòng IM65. Tuy nhiên kích cỡ và độ sáng nó tốt hơn. Kích cỡ màn hình của bộ IM68 thì là 10.1 inch với độ sáng là 800 nits. Và về khả năng về độ design rocket thì nó cũng tốt hơn IM65. Thì nó khá khá tương đồng với bộ IM65 thôi, với các cái thiết bị phụ trợ đi kèm. Thì bộ IM68 thì dùng chip processor là Atom X7Z8750. Đó. Và cũng có thể khả năng cài đặt hệ thống Windows 10 hoặc là Android, tích hợp các cái khả năng hiển thị 10 inch này, độ sáng 800 nits này, các cái cổng các cái giao thức USB, micro, HDMI, cái cổng truyền thông, không dây, đủ từ GPS, Wi-Fi, 4G. Đúng ạ? Và trọng lượng khoảng là 980 gram. Các cái cổng phía trước và cổng phía sau thì cũng tương tự với bộ IM65. Phụ kiện thì cũng khá giống nhau, chúng có thể dùng chung cho nhau. Thì đấy là tôi vừa trình bày qua là các cái loại sản phẩm HDMI công nghiệp của Advantech và có thể ứng dụng trong các cái lĩnh vực sản xuất và đặc biệt là trong việc kết nối dữ liệu lên hệ thống MES. Thì sau đây chúng ta sẽ đi vào một số cái case study cụ thể. Đây là một cái case study ở châu Âu cho cái nhà máy ô tô. Thì với các màn hình TVC 1282 của Advantech, màn hình kích cỡ 12 inch ấy, thì nhà máy này có sử dụng các cái màn hình này với cái phần mềm WebAccess SCADA và HDMI của Advantech được built-in sẵn trong đó để có thể kết nối với các cái thiết bị cấp trường ở phía dưới. Và thông qua đường truyền Ethernet thì có thể là truyền toàn bộ dữ liệu từ thiết bị cấp trường, thiết bị tại tại phía cấp trường ấy, lên trên cái server, và từ đó thì hệ thống có thể tính toán được các cái liên quan đến cái việc thực thi sản xuất trong nhà máy. Case study thứ hai là trong cái một cái line sản xuất ứng dụng về trong cái giám sát về chất lượng thịt ở trong một cái line sản xuất. Đấy thì ở đây là các cái màn hình của Advantech thì có thể tích hợp được với các hệ thống camera, hệ thống vision ấy, để có thể xử lý các cái dữ liệu và đánh giá được cái chất lượng thịt và đưa ra những cảnh báo. Ngoài ra thì có thể tích hợp thêm cả các hệ thống cả reader hay là xung quanh để có thể đưa ra một dữ liệu đầy đủ và tổng hợp đẩy dữ liệu về lên trên cấp cao hơn. Cái cây thứ ba là sử dụng cho các cái ứng dụng về logistics trong một nhà máy sản xuất máy giặt Haier. Đó. Thì cái này là cái ứng dụng này ở Trung Quốc. Một số cây nữa liên quan ví dụ như là trong các cái nhà máy bán dẫn đóng gói, các nhà máy đó, các nhà máy bán dẫn ấy, tablet công nghiệp của Advantech thì có thể sử dụng dùng để đọc các cái barcode hoặc là các cái thẻ RFID, từ đó thì có thể nâng cao cái hiệu suất và quản lý cái dây chuyền sản xuất hoặc là cái việc hoạt động của cái kho và giảm thiểu cái việc sử dụng giấy tờ trong cái dây chuyền sản xuất. Một ứng dụng khác cũng ở Trung Quốc, mọi người có tham khảo trong các nhà máy sản xuất xe ô tô, trong cái phần quản lý phần kho của các cái dây chuyền sản xuất ô tô. Ở Taiwan thì là cũng là tương tự với các nhà máy trước là dùng trong các cái dụng về sử dụng cái các bộ tablet công nghiệp để có thể đọc cái dữ liệu một cách trực tiếp và sử dụng nó trong phục vụ cho cái hệ thống thu thập dữ liệu. Ok. Tôi vừa trình bày xong các cái sản phẩm HDMI công nghiệp của Advantech cũng như là một số cái ứng dụng. Thì sau đây thì chắc là bạn Quỳnh Anh sẽ tiếp tục cái phần như
bạn anh đầu chia sẻ về cái phần gọi là survey cũng như là trước khi đến cái phần Q&A đây, thì mọi người có thể vui lòng có thể điền các cái share survey mà đội marketing của chúng tôi đã gửi link trong cái nhóm chat để có thể nhận được cái phần quà từ phía Emtech Việt Nam. Alo, chú ơi, cho mình hỏi một một câu đúng không ạ? Dạ vâng. Thì cái PPC ấy, thì cái tiêu chuẩn của nó là hiện nay là ứng dụng, bạn đã ứng dụng nhiều trong cái môi trường nhà máy chưa? Bạn có thể chia sẻ về về một số cái case study được không? À, ok thì thực ra thì rõ ràng là vừa rồi là khi mà em trình bày ấy thì cái các case study chủ yếu ở nước ngoài. Thực tế thì ở Việt Nam đã ứng dụng là rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì do một số cái thông tin để về private thì em cũng không chia sẻ cụ thể ở đây. Thì em cũng khẳng định là các cái sản phẩm TPC hoặc PVC của Evertech thì đã được dùng nhiều trong nhà máy, và như mọi người thấy thì cái môi trường hoạt động của các thiết bị này thì nó có cái môi trường hoạt động rất là ổn định. Ví dụ như là giải nhiệt độ hoạt động rộng này, các cái khả năng về bảo vệ kháng nước này, hay là các cái chuẩn kết nối nó hỗ trợ những cái chuẩn kết nối, ví dụ chuẩn M12, hay là các cái khả năng ví dụ như là sử dụng cái công nghệ fan LED, tức là không sử dụng quạt làm mát, thì nó dẫn đến là các cái thiết bị HMI công nghiệp của Evertech ấy nó rất là bền bỉ khi mà hoạt động có thể lâu dài từ 5 đến 10 năm mà không gặp phải sự cố. Thì một số cái nhà máy ở Việt Nam đã sử dụng và có đánh giá rất là cao về các cái sản phẩm HMI của Evertech. Thì em cũng chia sẻ như vậy. Trong lúc đợi team marketing của mình á thì mọi người có thể vừa điền cái phiếu khảo sát ấy và có thể có đặt những câu hỏi khác nhau đúng không ạ? Mọi người có thể đặt những có cái thắc mắc gì có thể đặt câu hỏi luôn. Dạ anh Chu ơi, em cũng có một câu hỏi muốn hỏi anh Chu. Anh nghe đây. Dạ. Cảm ơn anh vì phần trình bày nhá. Tốt quá, em thêm nhiều thông tin hữu ích. Anh ơi, cho em hỏi cái chỗ control panel của anh. Thì em thấy có anh có nhắc đến thông tin mà có thể cài mesh client lên cái control panel này nè. Thì em muốn hỏi về cái một cái ứng dụng cụ thể về mesh á. Thì anh cho em hỏi cái luồng dữ liệu nó sẽ đi như thế nào và nó được xử lý ở đâu anh? Về ứng dụng Mesh anh. Ok. Em, câu hỏi rất là hay. Thực tế thì ok của cái bài này thì mình tập trung muốn nói tới về cái ứng dụng mà có thể triển khai thành công hệ thống Mesh với các cái màn hình HMI công nghiệp của Evertech. Nhưng mà rõ ràng là cái thông tin thì đến từ Mesh thì nó chưa chưa đầy đủ, thì câu hỏi đấy rất là hay, thì mình có thể mô tả cụ thể hơn. Tức là hiện tại thì với cái tầng MES ấy, thì rõ ràng là với để chúng ta được triển khai được cái thành công MES thì rõ ràng là dữ liệu từ phía máy móc, từ phía dây chuyền sản xuất là rất là quan trọng. Thì để lấy được dữ liệu từ máy móc và dây chuyền sản xuất đấy, thì mọi người biết là máy móc và dây chuyền sản xuất thì sẽ cấu thành bởi các cái được điều khiển bởi cái bộ controller, và đặc biệt là của nó sẽ đến từ rất nhiều hãng khác nhau. Đúng không ạ? Thế thì dữ liệu mà khi đẩy muốn đẩy lên hệ thống MES thì nó phải thông qua một cái bộ trung gian, một cái phần trung gian đi để có thể đẩy dữ liệu lên. Thì trong các cách để có thể đẩy dữ liệu lên thì sử dụng HMI sẽ là một cái phương án rất là tối ưu. Thì chúng ta có hai cách để chúng ta đẩy dữ liệu lên. Cách đơn giản nhất là nếu chúng ta không thể lấy được tự động dữ liệu từ bộ controller lên thì dùng các cái màn hình HMI á, có thể sử dụng để cho người vận hành tại chỗ có thể nhập liệu theo ca, từng ca sản xuất vào. Ví dụ như là cuối ca họ có thể sử dụng tay để nhập liệu số lượng hoặc sản lượng. Hoặc người ta sử dụng các cái đầu đọc barcode để có thể confirm sản lượng thông qua các cái mã barcode hoặc QR code. Thì đấy là cách đơn giản nhất mà hệ thống EMS có thể tích hợp được. Còn cách thứ hai á, thì cách này thì sẽ ứng dụng trong những nhà máy mà đặc biệt những nhà máy liên quan đến process rất là nhiều. Thì đó chính là các cái màn hình này của Evertech có thể sử dụng các cái phần mềm, ví dụ như là phần mềm website SCADA của Evertech. Thì khi đó thì phần mềm website SCADA của Evertech sẽ đóng vai trò như một cái OVC UA server để có thể gửi dữ liệu về mesh server. Thông qua mesh server sẽ cài một cái
OVC Client để có thể nhận được dữ liệu từ phần dưới. Thì ngoài web set thì cũng rất là nhiều cái ứng dụng có thể chúng có thể cài trên đó để biến cái HDMI của chúng ta thành thành một cái OVC server. Thì đấy là cái phương thức thứ hai. Thì bằng cách nào đó thì toàn bộ dữ liệu ở phía sản xuất thì cũng phải đề lên hệ thống MES. Thì khi đó cái giải pháp của MES chúng ta mới có thể tối ưu được. Thì không biết là em có lăn tăn gì nữa không? Em hết lăn tăn rồi. Dạ, cảm ơn anh. À, trước khi anh Chu tiếp tục với phần Q&A, em xin nhắc lại cho mọi người về cái thể thức sẽ tham gia quay số trúng thưởng. Thì hiện tại thì Advantech đã gửi cho tất cả các anh chị một cái đường link là khảo sát trong cái bảng chat box. Thì các anh chị vui lòng bớt chút thời gian giúp em điền vào trong cái Google Form này, và chúng em sẽ dựa vào cái danh sách này để mà tiến hành quay trúng thưởng sau phần Q&A của anh Chu. Thì cái form này rất là ngắn thôi, vì vậy cho nên là tất cả các anh chị có thể chỉ mất khoảng vài giây để mà hoàn thành bản khảo sát. Em xin cảm ơn. Và sau đây là phần tiếp tục phần Q&A của anh Chu ạ. Em mời anh Chu. Ok ạ, mọi người tiếp tục đi ạ. Có ai có hỏi gì đúng không ạ? Ok, thì trong lúc mọi người có thể làm khảo sát và cũng như là suy nghĩ thêm để đặt câu hỏi á, thì mình cũng muốn chia sẻ thêm một số mọi người cũng giống như những thắc mắc của mọi người ấy. Thì có một số ứng dụng mà Advantech cũng đang muốn hướng tới trong thị trường về số hóa sản xuất trong năm nay và 1-2 năm tới, đó chính là các cái thiết bị về tablet công nghiệp ấy. Thì như chia sẻ bài trình bày của mình chia sẻ ở trong cái ứng dụng về trong bài vừa rồi á, thì cái tablet công nghiệp ấy, thì nó được ứng dụng được ở rất nhiều các cái ứng dụng khác nhau trong nhà máy. Trong nhà máy thì không phải là khu vực nào nó cũng là khu vực sản xuất, có những khu vực liên quan đến về logistics, có những khu vực liên quan đến kho bãi, có những khu vực liên quan đến phục vụ cho cả bảo trì. Thì khi sử dụng tablet công nghiệp ấy, thì cái tính di động nó sẽ rất là cao. Và với việc ứng dụng các cái thông tin và ứng dụng các cái thông tin trên cái tablet đó, chúng ta có thể sử dụng cái bộ tablet để có thể thu thập được dữ liệu từ mọi mọi nơi trong nhà máy, từ mọi vị trí, và dữ liệu có thể để về thông qua những cái sóng như là wifi hoặc là 4G. Thì đây là một trong những cái trend và cũng như là một trong những cái sản phẩm chủ đạo với Advantech trong thời gian tới có thể bán được trong các ứng dụng về số hóa sản xuất. Thì mọi người cũng có thể lưu ý và trong quá trình mà khi đi vào trong các cái dự án cụ thể, thì khi cần những cái thông tin về tư vấn sản phẩm thì có thể liên hệ với Advantech để có thể tư vấn được kỹ càng hơn. Anh Chu ơi, cho em hỏi thêm câu nữa nha anh. Dạ, anh giới thiệu chút về cái hệ điều hành IoT, Windows IoT đi anh. Hệ điều hành Windows IoT á, thì trước đây khi mọi người cũng đâu đó cũng nghe được cái tên hệ điều hành là Windows Embedded, tức là Windows nhúng đúng không? Thì nó sẽ khởi phát từ những cái hệ điều hành từ đời Windows CE này này. Thì tới Windows 10 thì người ta chuyển thành một cái dạng là Windows 10 IoT. Windows Embedded là cái Windows được customize theo từng cái ứng dụng và từng cái sản phẩm IT cụ thể, tức là một cụ thể là máy tính cụ thể ấy, để phù hợp với các ứng dụng cụ thể, đúng không? Thế thì Windows 10 IoT cũng tương tự như vậy. Thì trong cái xu hướng về IoT hiện nay thì Microsoft thì cũng đưa ra các cái phiên bản Windows 10 IoT khác nhau để phù hợp cho những ứng dụng cụ thể. Ví dụ như là quý để so sánh chi tiết từng cái loại Windows với nhau ấy, thì mình ở đây thì mình không thể nói được hết. Nhưng mà những cái điểm cơ bản nhất, ví dụ như là Windows 10 IoT thì chia làm 3 phiên bản. Phiên bản Entry thì sử dụng phù hợp cho các cái CPU benchmark dạng Intel Atom, tức là dòng CPU thấp đổ xuống. Dòng thứ hai là dòng Windows 10 Value,
là sử dụng cho các cái CPU cỡ Core i3 hoặc Core i5, à Core i3, tức là cũng tầm vừa vừa ấy. Đó, và cái dòng cao cấp nhất là Windows 10 IoT Enterprise là sử dụng cho các cái CPU mà Core i7 hoc là chip Intel Xeon chẳng hạn. Và ở trong các cái nền tảng Windows này ấy, thì nó đã được customize một số cái ứng dụng nó không cần thiết. Một số cái nó có thể bỏ đi so với bản Windows 10 full. Để có thể giúp tinh giản cái hệ điều hành cũng như là cái nâng cao cái hiệu năng của cái Windows. Và khi nào người dùng cần cái cài thêm, cài đặt thêm các cái add-on hoặc service gì thì người dùng có thể cài thêm từ phía bên ngoài. Thì đấy là cái một số thông tin về Windows IoT. Thì mọi người có thể tìm hiểu thêm ở trên một số trang chính thống của Microsoft về các cái nền tảng Windows này. Như hiện nay á thì các cái bộ HMI của Advantech bán trong ứng dụng công nghiệp hầu hết là cài Windows 10 IoT chứ không cài Windows 10 Pro hay là Ultimate. Đó, sử dụng Windows 10 IoT hoặc là một số thiết bị tablet thì có thể cân nhắc sử dụng cái hệ điều hành Android. Cảm ơn anh Chu. Anh Chu ơi, có câu hỏi ở phần chatbox ấy, anh có thể quay vào cái câu hỏi của anh Joshit thì không biết là dòng nào, anh có thể nói rõ về nó được không? Ok, thì cái phần Joshit ấy thì của bên em thì em sẽ chắc là em sẽ gửi mail cho anh riêng một cái slide riêng về nói về dòng Joshit cũng như là các cái thiết bị của Advantech có thể tích hợp cái dòng cái ngôn ngữ Coxsit này. Vì ngôn ngữ Coxsit là ngôn ngữ nó rất phù hợp cho cái xu hướng về 4.0 hiện nay. Nó biến các cái thiết bị IT trở thành một cái thiết bị điều khiển rất là tin cậy và có thể lập trình bằng các cái ngôn ngữ giống như hồi xưa chúng ta sử dụng trong ngôn ngữ lập trình điều khiển truyền thống như là PLC. Thì chắc là anh cũng đang quan tâm đến các ứng dụng kiểu như vậy. Thì em xin phép lại gửi anh Việt một cái bằng một cái qua một email khác. Thì chắc là em có email anh trong cái list đăng ký rồi. Thì em sẽ gửi qua cái email đấy.